Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Thì hôm nay mấy anh em trong đội thợ cũng như là Tam Giác Mạch đang có mặt ở chợ Mèo Vạc. Thì cũng xin chia sẻ với quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Thì tối hôm qua có bác Nguyễn Dung có chuyển cho Tam Giác Mạch 1,5 triệu, 1,5 triệu đấy. Thì là bác có mong muốn là mua một bó hoa tươi thắm để mừng tân gia của hai vợ chồng trẻ. Tuy nhiên thì hôm qua mấy anh em mình đã tổ chức cái bữa liên hoan để gọi là trao trả nhà cho gia đình anh Cho rồi. Thì cái số tiền đấy thì mình không nói nữa, thì mình sẽ để dành dồn vào cái việc là mua quà. Thì bác cũng mong muốn là mua cho 5 anh em trong đội thợ mỗi anh em một đôi ủng đẹp, bền, chắc chắn và vừa chân. Và mua cho em Xính một bộ quần áo. Em Xính là cháu của anh Cho đấy. Thì hôm nay đúng hôm chủ nhật thì Tam Giác Mạch mới gọi mấy anh em. Mấy anh em mình vừa ăn sáng xong, làm bát phở xong mọi người ạ. Thì bây giờ sẽ đưa các anh đi mua ủng. Mùa này thì là mùa hè, cho nên là các anh muốn là mua dép thì mình cũng phải theo yêu cầu, theo nhu cầu của các anh. Thì hôm nay có anh Lúa và anh Thùng là không đi được, cho nên là sẽ nhờ hai anh này, ba anh này mua luôn và cầm về cho các anh đấy. Còn về phần của Xính thì sau này mình sẽ mua. Và một điều nữa mà Tam Giác Mạch muốn nhờ quý cô bác anh chị ở khắp mọi miền, đó là hiện tại thì có bạn Và này và bạn Phừ này, hai em này thì bây giờ đang mong muốn được đi làm. Tức nghĩa là ở trên vùng cao này thì bây giờ trồng ngô xong rồi, thì các em đang có cái mong muốn là để đi ra thành phố làm việc. Thì nếu quý cô bác anh chị nào mà có xem được cái video này, có công việc phù hợp thì giới thiệu, thì rất mong là được sự giúp đỡ của quý cô bác tạo điều kiện, tạo việc làm cho hai em này. Hai bạn này thì học hết lớp 9 rồi. Và hiện tại thì nếu mà ở trên này ấy, bây giờ không sang được Trung Quốc nên là không đi làm được. Các em có thể làm việc chân tay, lao động bình thường. Nếu quý cô bác anh chị nào mà có công việc nào phù hợp với độ tuổi của hai em cũng như là trong khả năng của hai em thì rất mong quý cô bác giới thiệu và giúp đỡ. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ đi chợ nhá. Chào mọi người một câu thôi nào. Chào thế thôi đúng không? Ok ok, bây giờ thì mình với sẽ dẫn tất cả mọi người đi một vòng chợ Mèo Vạc và mua đồ cho các bạn ấy nhá. Hôm nay thì chợ rất là đông. Chợ phiên ở vùng cao thì thường thường là cái phiên duy nhất của một tuần, cho nên là rất là đông. Bên cạnh cái nội dung chính là đi mua quà cho ba anh em, năm anh em thợ thì Tam Giác Mạch cũng xin quay một chút cho quý cô anh chị ở xa biết được cái một góc phiên chợ vùng cao. Đấy, rất là đông. Anh thì muốn mua dép thì ok thôi. Thanh niên Từ thì tâm sự là đấy, dép là hỏng hết rồi, cho nên là sẽ sử dụng cái quỹ tiền của bác Nguyễn Dung. Thì qua cái video này cũng xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới bác Nguyễn Dung. Chúc bác sức khỏe và thành công trong công việc để tiếp tục có những cái món quà hữu ích gửi đến anh em trên vùng cao này. Đấy, đây là toàn cảnh. Hả? Đâu thích dép loại nào? Mấy anh em thích dép loại nào? Mua tất. À thôi, đi dép đi ra cái chỗ kia kìa. Dép đẹp. Lên cái khu trên kia. Nhiều dép đẹp cực kỳ luôn. Được luôn. Bởi vì nếu mà ủng thì đi mùa đông là hợp nhất đúng không? Còn bây giờ thì đi dép là đẹp rồi. Mưa đôi dép êm mà đi. Ướm ướm chắc chân của anh Lúa với anh Thùng chắc cũng bằng nhau thôi nhỉ? Mà mua tầm đấy cho các anh. Nó như là cái một cái món quà để mà khi mà kết thúc cái việc xây nhà này. Còn cháu của anh Cho ấy, bạn Xính nhỏ ấy thì... chắc phải để chợ tuần sau thì mình mới mua được. Vì giờ không liên lạc được với em đấy. Đây, ẩm thực đây.
quý cô bác anh chị ạ. Đó. Vùng cao có rất nhiều nét đẹp, đặc trưng. Đấy, vào đây tha hồ mà chọn. Em mua dép. Cứ thử đi. Thử đi, chọn đi, lấy đôi nào lấy đi. Lấy đi, lấy cho chị về đôi. Đây những đôi này. Thanh niên đi chợ để không mất tiền nói chuyện gì đúng không? Đây các kiểu. Ơ, thử đi. Chiều, chiều ý các anh này. Các anh là nhân vật chính. Dép gà đi làm gì? Dép gà đi nước là hỏng mà. Ôi, mùa này cũng nắng rồi. Mua em cái áo cọc ơi. Yeah. Mua dép đây, mua dép đây. Dép đây. Vào dép mỉ. Thử dép đi. Sao cứ trôi hàng này qua hàng kia đấy. Nùng đúng không? Tiếng Mông đeo là nùng đúng không? Đúng không? Đeo dép là nùng đúng không? Không phải. Khâu à? À, khâu à? Dép là gì? Dép là khâu. Nhưng mà đeo dép này. Đeo là khâu khâu. À. Dép đồng bộ nhá, mua dép là mua dép. Bởi vì các bác ấy muốn là mua ủng cho mình cơ, nhưng mà mình mùa này mua dép là hợp lý rồi. Mùa này đeo ủng mình. Mua đôi nào mà đeo vào đẹp trai lên ấy, lấy được thêm một vợ nữa ấy. Đây là anh dậu anh đi kiểu này là nhìn nó đẹp này. Chọn xong rồi chọn cho cả anh thùng anh lúa nhá. Lấy cái hàng quay hậu này đi đâu rất dễ đi này. Mấy thanh niên toàn được vợ mua cho nên là giờ ra chợ lúng túng đúng không? Chuẩn bị đi công tác xa nên là mua dép đẹp. Sỏ thử đi em. Đừng có nhìn. Mua giày dép là phải sỏ ạ. Hãy chọn cho mình một đôi thật là vừa vặn để có những bước đi thật vững chắc. Không cần bỏ hết ra đâu. Đây, sỏ luôn. Ấy, điều đùi này mà đi tán gái thì. Thế nào, không vừa? Vừa mà. Vừa thì thế nào, thích gì xúc thôi. Đúng rồi, bao nhau nhỉ? 130 70 đây. Được, thằng này được. Phong cách đi chợ giống anh Hiệp. 70 nhá. Mày giá chỉ 100. 75. Bán được đâu 120. Úi giời, không có tiền đâu. Lớn rồi chưa bà?
Có thích hay không đã? Anh hỏi chú có thích không đã? Thích đôi này hay không? Thích đúng không? Thích thì cầm ở đấy để anh mặc cả cho. 130 đôi này à? 100 thôi. Cháu mua nhiều, cô phải xem là cháu mua 5 đôi cơ. Vừa rồi đúng không? Vừa rồi cho vào túi. Vào túi đi. Bây giờ chọn cho anh thùng về với anh lúa mỗi người một đôi. Anh lúa anh dậu vừa nhá. Chọn đi, chọn đi. Được chưa bà? Vừa chưa? Nhưng mà không thích lắm thì đổi lấy đôi khác. Đôi khác em ạ. Mình phải thích thì mình đeo mình mới cảm thấy thoải mái được. À, không nhìn xuống cái bàn chân mình nhìn thấy đôi dép chán luôn rồi. Đây bao nhiêu? Đây có bố, có nhớ học tủ à? Em cứ thích cái đấy nó bố từ không vừa số lại ở dưới chỗ kia nó có đủ số. Cái này kìa. Đó, một cái đá này. Lâu nữa, im vào vợ. Đá này qua nhỉ nè. Cái này, cái cá thì cho đi tàu nè. Cái này á? Đi đây. Có chuyện. Còn cái gì? Cái kế mà. Cứ... Ta hát, cứ dụng cái đồ. Còn giảm bác còn giảm nó có à. Mắc một tí, cắn bể. Xin nào, anh thích đôi này đi, xỏ vừa chưa? Vừa rồi. Bao tiền đôi này chị? Mẹ à. Ôi, 150 thôi. Đôi đấy 200 rồi. Đôi đấy 200 rồi. Đôi đấy 200 rồi. 100 chưa? Vâng, chị bán được 200 thì lại 100 đấy. Lấy 5 đôi mà. Hả? Vậy là nhiều hả? Tiền đủ chưa? Để anh xem nào. Cho bà không bao gì. Cho 120 đây. Vâng. Bây giờ là phải gọi tổ tư vấn tại à đâu, gọi điện thoại cho người thân. sao có vẻ lung túng đúng không? À, rồi. Chọn rồi đúng không? Cái này là cái gì à? Thế giả thế à? Như nhau thôi. Chứ làm gì có đôi nào mà khác đôi nào đâu. Đây này có hình như này đẹp. Chắc là mua chắc cỡ như nhau đúng không? Như nhau. Ăn. Không đẩy nó kêu. Không đẩy nó kêu. Lò cho đây chứ. Hả? Sao à? Mấy thanh niên có vẻ lung tung trong việc chọn đồ. Tức nhiên là hai bọn em là chọn được rồi đúng không? Anh dậu được rồi đúng không? Bây giờ chọn cho anh lúa với anh thùng đi. Cứ đôi nào cũng được miễn sao là vừa chân thôi. Đó. Và vẫn chưa chọn được à?
một chỗ hai Được rồi, hết rồi. Cho rửa túi đây. Còn túi đây. Các bạn lung túng không? Lần đầu làm chuyện đấy. Mai cười cái gì? Được rồi, hết rồi. Ok rồi. Được chưa? Đôi trăm. Đúng rồi. Chú ơi, mà cả cho anh. Đúng rồi. Năm đôi đúng không? Năm đôi. Năm đôi là bao tiền anh Dậu tính hộ em? Ba đôi là 750 rồi. 750. Đâu con người kia đã chọn được đâu? À, thanh niên kia. Mới được 4 rồi. Và chọn đôi khoảng 50.000 thôi. Tay này mới lấy vợ cho nên là vẫn lúng túng trong chuyện mua sắm. Khổ. Bình thường ủng ở chợ là chỉ có 100.000 đôi thôi đúng không? Mũ chụp đấy đúng không? Thanh niên này chọn đồ hơi lâu. Lần sau đi phải đưa vợ đi nhá. Rồi, được. Đây túi đây em. Đưa đúng không? Đưa. Cho vào vừa chưa? Cho vào có êm êm không? Hả? Có ấm ấm không? Ấm. Sướng. Sướng đúng không? Đấy nhá. Thích nhá, chị nhá. Hôm nay là lộc đấy. Rồi, đã mua sắm xong. Đã đưa các anh đi shopping ở vùng cao xong. Về đeo đi tán gái nhá. Cố gắng thêm một vợ nữa. Đấy. Mình đã đưa các anh đi mua xong đồ rồi. Và bây giờ thì mấy anh em mình sẽ đi dạo một vòng chợ. Đi thử rượu không? À. Nhớ là mang về cho anh Thùng với anh Lúa mỗi người một đôi nhá. Đấy. Dạ. Dạ. Mua dép thôi, các anh làm bảo mua ủng nhưng mà lại thích mua em mua dép thì mua dép thôi. Đấy. À, về nhớ dặn là nhớ dặn hai anh đấy là món quà của bác Nguyễn Dung. Bác ở Việt Nam. Bác gửi cho để mình mua ủng nhưng mà mình lại quy đổi nó ra thành dép để đi cái dép này cho nó xịn cái đôi chân ra đúng không? Đấy, đeo luôn. Bỏ dép này luôn. Tao kia. Rồi. Bây giờ anh em mình xin phép dừng cái video này tại đây. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những cái video tiếp theo. Và cũng như đầu video mình nói ấy, là hiện tại có hai thanh niên là đang muốn đi làm. Cho nên là nếu quý cô bác anh chị nào mà hiện tại là có ba anh em muốn đi làm. Thì nếu quý cô bác anh chị nào mà ở mọi miền mà xem được cái video này, nếu có công việc gì phù hợp với độ tuổi cũng như là sức khỏe của các anh này thì rất mong được sự giúp đỡ cũng như là liên hệ lại với Tam Giác Mạch để các anh có được một cái công việc làm và có cái thu nhập. Bởi vì ở trên vùng cao này thì phải nói thật là vào mùa này thì trồng ngô xong rồi thì cũng không có việc gì làm cả. Đấy, cũng chỉ cắt cỏ bò thôi cho nên là quỹ thời gian rất là nhiều. Cho nên một lần nữa là hy vọng là quý cô bác anh chị tạo điều kiện giúp đỡ Tam Giác Mạch để các anh em đấy có được việc làm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những cái video tiếp theo.